tính 6 người trong gia đình tử vong ở Bình Dương. Công an thành phố Hải Phòng thông tin chính thức vụ người phụ nữ tử vong không nguyên vẹn. Hai ô tô bất chấp nguy hiểm chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. thí sinh đặc biệt cụ ông 82 tuổi đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông. Việt Nam học khẩn ban phương án ứng phó bệnh đậu mùa khỉ. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Thưa quý vị, liên quan đến vụ 6 người trong một gia đình tử vong bất thường trong căn nhà mới, danh tính các nạn nhân đã được xác định. Đáng chú ý, căn nhà ưng ý gom góp bao lâu của vợ chồng lại trở thành nơi cướp đi sinh mạng của cả gia đình 6 người. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, vừa mới từ thành phố Hồ Chí Minh chuyển về nhà mới ở Bình Dương không lâu, những tưởng cả gia đình sẽ bắt đầu với khởi đầu mới, thế nhưng tai họa ập đến khiến cả gia đình 6 người tử vong thương tâm. Chiều 24 tháng 7, danh tính các nạn nhân được xác định gồm Lý Quốc V sinh năm 1975, Đỗ Thị T sinh năm 1985, Lý Bảo Ca sinh năm 2015, Lý Quốc T sinh năm 2020, Đỗ Nguyễn Mỹ L sinh năm 2007 và Huỳnh Thúy Giờ sinh năm 2007. Theo thông tin ban đầu từ công an, khoảng 12 giờ trưa ngày 24 tháng 7, anh Nguyễn Hoài Hận, sinh năm 1983, đồng nghiệp của ông Lý Quốc P gọi điện nhiều lần nhưng không nghe ông P trả lời. Do công việc cần phải có ông P làm cơ khí nên anh Hận đã chạy xe đến tận nhà để rủ đi làm. Tuy nhiên khi đến nhà thì thấy cửa khóa trong. Anh Hận nhìn từ cửa và phát hiện có người nằm trong nhà nhưng gọi không trả lời nghi có chuyện chẳng lành, anh hận gọi người dân đến phá cửa thì tá hỏa phát hiện 6 người trong gia đình đã tử vong, liền trình báo công an. Trong căn nhà các nạn nhân được phát hiện nhiều nơi gồm giường ngủ, toilet, phòng khách và không có tác động ngoại lực. Đến 15 giờ chiều ngày 24 tháng 7, hai đầu đường DJ 19 thuộc phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vẫn đang được phong tỏa. Lực lượng chức năng được bố trí bảo vệ hiện trường. Lực lượng chức năng đã điều động 6 xe cứu thương đến chờ tại hiện trường để đưa các nạn nhân về phục vụ công tác khám nghiệm. Khoảng 15 giờ 15 phút, hình ảnh 6 chiếc xe cứu thương lần lượt chở các nạn nhân trong căn nhà ở Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương về nhà xác khiến ai nhìn thấy cũng xót xa. Có mặt tại hiện trường, chị Trinh, một người họ hàng thân thiết với gia đình nạn nhân, vẫn chưa hết bàng hoàng chia sẻ. Căn nhà này được vợ chồng anh P, chị T mua lại cách đây ít hôm, chứ không phải thuê như một số người hàng xóm nói. Họ từ thành phố Hồ Chí Minh chuyển về đây để mở salon tóc làm móng. Chị Trinh ngẹn ngào, hôm về nhà mới anh P khoe mua được căn nhà ưng ý, giờ phải cố gắng làm ăn để trả nợ. Vậy mà niềm vui chưa được bao lâu thì tai họa ập đến thật xót xa. Theo chị Trinh, anh P trước đây đã có một đời vợ, chị T là vợ sau, họ đã có hai con chung là cháu Ca sinh năm 2015 và cháu T sinh năm 2020. L sinh năm 2007 là con riêng của chị T, còn giờ bằng tuổi L là cháu họ hàng, sống cùng anh P, chị T. Cả gia đình được xác định đã tử vong vào tối ngày 23 tháng 7. Thời điểm đó trên địa bàn có mưa lớn kèm theo mất điện, họ đã sử dụng máy phát hiện. Đến khoảng 12 giờ trưa ngày 24 tháng 7, anh Hận đến nhà gọi mới phát hiện vụ việc. Ông Nguyễn Trọng Ân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát cho biết, nguyên nhân bước đầu có thể do tất cả bị ngạt khí khi dùng máy phát điện mà lại đóng kín cửa xung quanh toàn kính. Chiều 24 tháng 7, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin lực lượng chức năng bước đầu nhận định những người trong nhà sử dụng máy phát điện đã tạo khí CO trong khi căn nhà quá kín, qua đó cảnh sát nghi vấn các nạn nhân tử vong do ngộ độc khí. Hàng ngày do nhu cầu sử dụng trong gia đình, nhiều người thường dùng than đá sưởi ấm trong mùa đông hoặc dùng máy phát điện như trong vụ việc trên đây. Trong điều kiện đóng kín cửa, các chất độc phát ra có thể gây ngộ độc, ngạt khí dẫn đến tử vong rất nguy hiểm. Chính vì thế, người dân cần chú ý khi sử dụng những thiết bị này, không đóng kín cửa để khí được thoát ra, chỉ nên sử dụng trong thời gian ngắn để không gian thoáng khí, tránh các vụ việc tai họa có thể ập đến bất ngờ. Án mạng chiều ngày 22 tháng 7 tại Hải Phòng đã khiến nhiều người kinh sợ vì chi tiết người phụ nữ tử vong khi thân thể không được nguyên vẹn. Nghi phạm sát hại người phụ nữ này là nhân viên quán ăn cũng là bạn trai của người phụ nữ. Chiều 24 tháng 7, Công an thành phố Hải Phòng đã có những thông tin chính thức về vụ việc. Nếu quý vị chưa quên thì vụ án phóng hỏa đốt người tình ở Thủ Đức vì bị từ chối yêu đương đã gây rúng động dư luận cũng là sát hại người tình, nghi phạm trong vụ người phụ nữ thủ cấp tách rời thân đã nhận tâm ra tay sát hại người yêu vì mâu thuẫn. Trước đó vào chiều 22 tháng 7, tại căn hộ dùng làm quán ăn ở khu Tinh Thành Quốc tế, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, chị PTV đã phát hiện mẹ mình và cũng là chủ quán là bà NTH 54 tuổi, thường trú ở phường Niệm Nghĩa, quận Lê Trân, thành phố Hải Phòng, tử vong vô cùng thương tâm thủ cấp nằm trên bếp ga trong phòng bếp, còn phần thân thì ở trên tầng 2. Nhận tin báo, Thiếu tướng Vũ Thành Trường, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Kiến An, Công an huyện An Dương, Công an huyện Thủy Nguyên và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai các biện pháp bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy bắt nghi phạm gây án. Kết quả điều tra ban đầu xác định, giữa bà BTH và Trần Văn Hiệp, 59 tuổi, trú tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, sống với nhau như vợ chồng tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên. Do gần đây bị Hiệp thượng càng chân hạ càng tay, nên ngày 18 tháng 7, bà Hát đã về quán của gia đình con gái ở khu đô thị Cựu Viên, phường Bắc Sơn, quận Kiến An sinh sống. Khoảng 22 giờ ngày 21 tháng 7, Trần Văn Hiệp đã tìm đến và ở lại quán. Đêm 21 tháng 7, khi chị P cùng các nhân viên khác ra về thì giữa Trần Văn Hiệp và bà Hát lại xảy ra mâu thuẫn và Hiệp đã dùng vật nhọn đâm bà Hát tử vong. Sau đó hung thủ tiếp tục dùng hung khí tách thủ cấp nạn nhân đem xuống tầng 1 để đốt bằng bếp ga nhưng không thành nên đã lấy xe máy đi về nhà em trai tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên. Tại đây, Hiệp đã lấy lại xe máy và đi ra thuyền đánh cá của mình, neo đậu trên sông Cấm, đoạn thuộc địa phận xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, dùng dây điện quấn vào tay và chân, rồi kích điện tự kết liễu trước khi được phát hiện. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng đang củng cố hồ sơ vụ án, xử lý theo quy định. Nghi phạm với quá khứ bất hảo có hai tiền án tiền sự đã thực hiện hành vi phạm tội lần cuối với người tình rồi quyên sinh. Cái vã trong tình yêu có thể trở thành gia vị để hai người hiểu nhau hơn, nhưng cũng có thể tha hóa, biến thành động cơ để một người không kiểm soát được cảm xúc, gây ra những vụ việc hết sức đau lòng. Vừa qua trên địa bàn tỉnh Long An đã xảy ra hai vụ tai nạn liên tiếp ở cùng một địa điểm, khiến hai thanh niên tử vong. Đáng nói hai vụ tai nạn chỉ cách nhau 10 phút. Trong khi một người va chạm với xe tải thì người khác đâm vào thanh chắn đầu cầu bến lức tử vong. Hiện cả hai vụ tai nạn đang được công an huyện Bến Lức thụ lý giải quyết. Mỗi ngày trên cả nước xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông, khiến nhiều người sợ hãi mỗi khi ra đường. Vào khoảng 15 giờ 20 ngày 24 tháng 7, một nam thanh niên điều khiển xe máy 94 e 147181 lưu thông theo hướng miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh. Khi vừa qua ngã tư Bình Nhật, đoạn km 1932 quốc lộ 1 thuộc ấp 3 xã Nhật Chánh Bến Lức thì đâm trực diện vào giải thanh chắn đầu cầu Bến Lức. Va chạm ở tốc độ cao, chiếc xe máy cày trên mặt lộ gần 10 m Thanh niên điều khiển xe văng qua giải phân cách và hành lang bên lề đường, ngay đầu cầu, tử vong tại chỗ. Sau đó, 10 phút, vào lúc 15 giờ 30 ngày 24 tháng 7, một vụ tai nạn khác xảy ra trên tuyến quốc lộ N2 đoạn qua địa bàn xã Tân Long, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người đàn ông tên là NMB 42 tuổi, ngụ xã Thạnh Hòa, Bến Lức, điều khiển xe máy 65F1-03692 hướng từ Thạnh Hóa đi Bến Lức. Khi đến đoạn thuộc ấp 1 xã Tân Long, thì người này va chạm với xe tải 62H-02023 đi theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh đã khiến anh B ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Cả hai vụ tai nạn này đang được Công an huyện Bến Lức thụ lý giải quyết. Khi tham gia giao thông, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng là điều tối kỵ vì một khi phạm phải có thể nhận lấy những hậu quả thương tâm không đáng có. Vì vậy khi điều khiển phương tiện, mỗi người cần có ý thức hơn về việc tham gia giao thông, chú ý điều khiển tốc độ, quan sát xung quanh và nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ. Nhiều người còn chưa hết phẫn nộ vì hình ảnh hai xe khách bám đuôi diễn xiếc trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Thì mới đây cũng tại cao tốc này, hai xe ô tô bất chấp tất cả chạy ngược chiều khiến nhiều người giật thót. Theo thông tin khoảng 18 giờ 15 phút ngày 23 tháng 7, tại đoạn giao quốc lộ 18 trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, xe tải màu xanh loại 3,5 tấn chạy ngược chiều từ làn 100 km/h ra làn giữa, nối sau đó là ô tô con màu đỏ chạy ngược chiều trong làn khẩn cấp. Các phương tiện đang lưu thông với vận tốc 100 km/h khi thấy các xe đi ngược chiều đã phải phanh gấp để nhường đường. Việc các xe đi ngược chiều như vậy gây nguy hiểm cho chính người điều khiển phương tiện và người tham gia giao thông khác. Cách đây 4 ngày cũng trên cao tốc này, hai xe khách loại xe khách hơn 30 chỗ ngồi liên tục đánh võng, chen ép nhau bất chấp nguy hiểm cho mình và các phương tiện khác. Hiện hai lái xe khách có hành vi đánh võng, chen ép nhau đã được đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, cục cảnh sát giao thông mời lên làm việc. Trên cao tốc, những hành vi đi ngược chiều lạng lách đánh võng giữa các xe ô tô không chỉ dễ gây ra các vụ tai nạn đáng tiếc cho chính các phương tiện đó mà còn khiến các phương tiện khác cũng gặp nguy hiểm theo bởi khi lưu thông trên cao tốc, các xe đi với vận tốc lớn sẽ khó có thể phanh gấp trước những tình huống bất ngờ xảy ra. Trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2022 đã có những thí sinh đặc biệt tham gia kỳ thi này. Có lẽ hình ảnh cô bé tay cắm ống chuyển nước biển. Sư thầy hay người bạn bị liệt hai chân được cõng đến trường đi thi vẫn còn ghi dấu ấn trong lòng nhiều người. Trong kỳ thi này cũng có một thí sinh đặc biệt không kém, đó là cụ ông 82 tuổi, quyết tâm thi tốt nghiệp để được học trường y sĩ của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Có lẽ trong cuộc đời cấp sách đến trường, ai cũng từng nghe câu học, học nữa, học mãi. Đối với tinh thần đó, một cụ ông dù tuổi tác đã cao vẫn không ngừng học hỏi, ôn tập để thực hiện ước mơ tốt nghiệp trung học phổ thông. Chiều 24 tháng 7, cụ ông Nguyễn Huy Kỳ 82 tuổi ở Hà Nội, là thí sinh cao tuổi nhất kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cho biết đã đỗ tốt nghiệp. Theo ông Kỳ, điểm số trung bình các môn của ông hơn 6,4 điểm, tức là vượt gần 1,5 điểm. Cụ thể Ngữ văn 4,75, Toán 3,60, Lịch sử 7,5, Địa lý 6,5 ông kỳ vui mừng chia sẻ tâm trạng của tôi rất vui đêm qua cũng như bao sĩ tử khác tôi chờ đợi giây phút bộ giáo dục đào tạo công bố điểm thi đêm qua cũng như bao sĩ tử khác tôi chờ đợi giây phút bộ giáo dục đào tạo công bố điểm thi khi biết mình đỗ tốt nghiệp tôi như chút hết những lo toan sau bao năm lau bảng khi ngồi ghế nhà trường hay những buổi ăn bánh mì trưa để chờ học chiều được biết ông Nguyễn Huy Kỳ trước đây do đi bộ đội, cùng nhiều lý do khách quan nên mới chỉ học hết cấp trung học cơ sở, chưa tốt nghiệp trung học phổ thông. Ông Kỳ chia sẻ mục đích tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay vì muốn được vào học trường y sĩ của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Để có thể trở thành thí sinh của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022, cụ ông 82 tuổi đã theo học tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên quận Thanh Xuân Hà Nội. Theo ông Kỳ, suốt hơn 60 năm qua, việc không có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông đã khiến ông có nhiều trăn trở. Ông kể, tôi không ngờ có được bằng cấp 3 mà vất vả vô cùng. Hồi đó, tôi sắp thi tốt nghiệp cấp 3 thì đi bộ đội. Tôi nhận được tin mừng, được trường đặc cách xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhưng sau khi từ chiến trường trở về, thì ban giám hiệu trường đã nghỉ hết, không công nhận thành ra loanh quanh mãi. Khoảng cách lứa tuổi cũng như kiến thức ngày một nâng cao khiến những người cao tuổi như ông Kỳ gặp nhiều khó khăn trong quá trình học tập. Tuy nhiên ông cho biết bản thân luôn cố gắng để hoàn thành thật tốt trong học tập của mình. Việc ông Kỳ quyết định học và thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã được gia đình con cháu rất ủng hộ. Điều đặc biệt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 lần này, ông Kỳ cùng cháu nội đồng hành thi cùng đợt với nhau. Cháu ông cũng có điểm số cao trong kỳ thi này. Kiến thức là minh mông vô tận, dù đã 82 tuổi, việc ông Nguyễn Huy Kỳ tham gia thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đã trở thành động lực cho nhiều bạn trẻ. Tinh thần học tập suốt đời của ông chắc chắn sẽ trở thành tấm gương để nhiều bạn dù thất bại trong kỳ thi năm nay sẽ không nản lòng mà vững tin chuẩn bị sẵn sàng cho những lựa chọn sắp tới. Tối ngày 23 tháng 7 theo giờ Việt Nam, VKSVado đã ban bố tình trạng y tế khẩn cấp liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ. Theo bối cảnh Thái Lan và Campuchia, hai nước rất gần Việt Nam đã xuất hiện những ca nhiễm đầu tiên. Chiều 24 tháng 7, Bộ Y tế đã họp khẩn bàn phương pháp ứng phó với loại bệnh nguy hiểm này. Đầu mùa khỉ ban đầu lây lan mạnh ở các nước châu Phi, sau đó lan dần sang các nước châu Âu, gây ra nhiều ca nhiễm ở nhiều nước. Gần đây, châu Á đã phát hiện những ca mắc đầu tiên dấy lên lo ngại về loại bệnh này. Chiều 24 tháng 7, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế và đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam, Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ, USCDC tại Việt Nam và các cơ quan đã họp khẩn cấp để ban phương án ứng phó bệnh đậu mùa khỉ. Theo Bộ Y tế hiện Việt Nam chưa ghi nhận bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ. Trước đó ngày 23 tháng 7, WHO đã tuyên bố sự bùng phát bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Đến nay hơn 16.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được báo cáo trên 75 quốc gia, trong đó có 5 trường hợp tử vong. Đây là lần thứ hai trong hơn 2 năm, WHO phải ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế. Lần trước là đối với dịch COVID-19, đến nay vẫn giữ tình trạng khẩn cấp. Theo WHO, đây là một bệnh do virus đậu mùa khỉ gây ra, bệnh lây nhiễm từ động vật do virus có thể lây lan từ động vật sang người, đặc biệt bệnh cũng có thể lây truyền giữa người với người. Vốn là một căn bệnh đặc hữu có nguồn gốc từ khu vực Trung Phi và Tây Phi nhiều năm qua, đậu mùa khỉ trong những tuần qua bất ngờ lan rộng sang các khu vực khác, chưa rõ nguyên nhân. Để chủ động giám sát và kịp thời triển khai các biện pháp phòng bệnh, tháng 5 năm 2022, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường giám sát phát hiện các ca nghi ngờ ngay tại cửa khẩu, đặc biệt là các trường hợp đi về từ các quốc gia đang lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng thời tiết cực đoan có thể kéo dài đến cuối năm, trong khi đó Hà Nội những ngày này mưa nắng thất thường cũng đang khiến nhiều người khó khăn trong sinh hoạt và làm việc. Thời tiết ngày 25 tháng 7 ở Hà Nội sẽ như thế nào? Những tháng sắp tới tình hình thời tiết có diễn biến tốt lên hay xấu đi? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây nên ngày 25 tháng 6 Hà Nội nắng nóng nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ C riêng khu vực phía Bắc thành phố 34 đến 36 độ thời gian có nhiệt độ cao hơn 35 độ C là từ 12 đến 16 giờ ngoài ra từ khoảng 11 giờ đến 14 giờ chỉ số tia cực tím tại Hà Nội đạt mức 9 ngưỡng gây hại rất cao cho sức khỏe khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài. Đợt nắng nóng này tại Hà Nội có khả năng kéo dài đến hết ngày 28 tháng 7. Trái ngược với những ngày nắng nóng dự báo từ giờ đến cuối năm, nước ta sẽ đón nhiều đợt bão do biến đổi khí hậu, nhiều quy luật không còn như trước. Theo ông Lê Thanh Hải, Tổng thư ký Hội khí tượng thủy văn Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên Môi trường, hiện tượng La Nina ở Việt Nam sẽ kéo dài đến mùa đông tới, ít nhất là đến Tết Nguyên đán 2023. Giữa tháng 7 năm 2022, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đã cập nhật nhận định về dấu hiệu La Nina đang kéo dài hơn mức bình thường. Theo các chuyên gia của trung tâm này, dự báo hiện tượng ENSO có khả năng tiếp tục duy trì ở trạng thái La Nina từ nay đến hết năm 2022 với xác suất khoảng 50 đến 60%. Trước đó, các chuyên gia nhận định La Nina chỉ tồn tại đến khoảng tháng 9 hoặc 10, sau đó sẽ chuyển về trạng thái trung tính cân bằng. Còn theo tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thông thường các trạng thái như La Nina và El Nino chỉ hoạt động khoảng 2 năm là chuyển đổi sang trung tính, nhưng đợt La Nina đang hoạt động từ năm 2020 và kéo dài đến nay cho thấy thời tiết đang có dấu hiệu bất thường so với trước. Trong khi nước Anh và nhiều quốc gia ở châu Âu vừa trải qua đợt nắng nóng kỷ lục đầu tiên trong lịch sử khí tượng, hàng trăm người ở xứ lạnh đã thiệt mạng do nắng nóng hơn 40 độ C, thì tại Việt Nam, Trung Quốc và nhiều nước ở châu Á hứng chịu lũ lụt mùa hè năm nay ít đợt nắng nóng, mưa nhiều hơn. Dự báo từ nay đến tháng 1 năm 2023, trên biển Đông còn khoảng 9 đến 11 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 4 đến 6 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Xu thế là bão và áp thấp nhiệt đới cùng mưa lũ sẽ xảy ra dồn dập trong các tháng cuối năm 2022, trọng tâm có thể là tháng 10, 11. Theo chuyên gia, bão và áp thấp nhiệt đới sẽ diễn ra trong tháng 10, 11 và 12, ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ nhiều hơn so với khu vực khác. Mùa mưa ở miền Trung từ tháng 9 đến tháng 12 được dự báo sẽ mạnh mẽ và ác liệt hơn. Đồng thời năm nay mùa mưa ở Nam Bộ và Tây Nguyên cũng có nguy cơ sẽ kéo dài hơn so với mọi năm. Đến đầu tháng 12 trong khi mùa lạnh năm nay sẽ đến sớm hơn ở các tỉnh phía Bắc, mùa thu tới mưa nhiều hơn và mùa đông có thể sẽ rét hơn. Thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, quý vị có thể chủ động ứng phó bằng cách theo dõi thông tin thường xuyên trên các kênh thông tin chính thống, nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn của địa phương, cơ quan chức năng trong mùa mưa bão. Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.